kiểm tra đi đường. Phòng cháy tắt nhạc đi.
nước đang có mặt tại thành phố Tuyên Quang. Bây giờ đã đến ông giây chuẩn bị nhá. Quan trọng ở ngày hôm nay, quốc ca. Chúng ta chuẩn bị cho giây phút quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị ạ. Chúng ta hãy dành một khoảng thời gian quan trọng này và chuẩn bị để cùng chào cờ hãy quốc nào. Nhìn cả trên lá cờ trên. Xin mời chúng ta hãy cùng chú ý ạ. Âm thanh chuẩn bị nhá. Bao giờ hô nghiêm âm thanh bật nhá. Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Xin đề nghị toàn thể chúng ta chuẩn bị chào cờ. Việt Nam chào cờ. Chúng ta hãy cùng cháy lên.